Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chơi của bài Anh cứ đi đi của Ha Dae Won. Bài này là một bài mà mình thấy là cũng không khó để chơi, kể cả đối với những người mới bắt đầu các bạn cũng có thể chơi được. Và mình thấy là bài này trên mạng đã khá là nhiều người hướng dẫn rồi. Cho nên là trong cái hướng dẫn của mình thì mình sẽ nói nhiều về hợp âm nâng cao một chút để các bạn nào chơi nâng cao các bạn có thể lựa chọn để tạo ra cách chơi của riêng mình. Còn cách chơi cơ bản cũng không hề quá khó. Bài này thì tông gốc của ca sĩ Ha Dae Won là tông pha tam thứ. Tuy nhiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chơi ở tông pha tông mi thứ. Nếu các bạn nào muốn chơi đúng tông thì các bạn có thể chơi theo cách của mình và kèm ngăn một. Còn bình thường thì mình nghĩ các bạn nữ cũng sẽ hát tầm mi thứ là nó sẽ vừa. Vì tưởng tượng là giọng Ha Dae Won thì mình thấy cái giọng khá là cao. Đấy. Bài này thì thuộc nhịp 4/4. Đối với các bạn nào mới chơi thì các bạn có thể lên youtube.com các bạn search hướng dẫn tự tập guitar đệm hát cơ bản bài 4. Các bạn xem tất cả các clip của bài 4 để các bạn xem cách chơi của nhịp 4/4 nói chung. Và các bạn xem thêm một clip là hướng dẫn tự tập guitar đệm hát cơ bản bài 6. Đấy, có hai phần là 6 shift 1, 6 shift 2 để các bạn xem về cách quạt trả của cái nhịp 4/4 mình đã hướng dẫn rồi để trước khi vào bài này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ nói cho các bạn về phần hợp âm. Hợp âm thì chúng ta ở bài này chơi theo một vòng thôi. Gần như là chơi theo một vòng. Và cái vòng này cũng là một vòng rất quen thuộc và chơi được nhiều bài. Cho nên đối với những bạn mới các bạn hãy nhớ và thuộc vòng này vì là chắc chắn là một ngày nào đó các bạn sẽ gặp lại vòng này ở một bài nào đó. Đầu tiên mình sẽ nói về hợp âm cơ bản. Chúng ta sẽ dùng hợp âm mi thứ. Rất quen thuộc đúng không? Mình sẽ đọc tọa độ thôi nhé. 0 0 2 2 0 0 0. Âm thứ hai la thứ. 0 0 2 2 1 0. Dây bát là dây 5. Hợp âm thứ ba là hợp âm re trưởng 7. Tọa độ 0 0 0 2 1 0. Dây bát là dây 4. Hợp tiếp theo là âm son major 7. Tọa độ 3. Dây này bỏ không đánh. 0 0 3 2. Dây bát là dây 6. Hợp âm tiếp theo là hợp âm đô major 7. Các bạn giữ như đô trưởng nhưng bỏ ngón trỏ ra. Hợp âm tiếp theo là hợp âm pha thăng thứ 7 giáng 5. Các bạn giữ như la thứ mà thêm cái ngón cái cọp vào cái phím 2 của dây 6 và chạm vào dây 5 để làm sao cho dây 5 không kêu. Ở hôm nay chúng ta sẽ không sử dụng dây 5 trong quá trình. Âm tiếp theo là âm pha thăng trưởng. Pha thăng trưởng thì các bạn là đây, các bạn ngón 1 chặn. Đó, dây bass là dây 6. Tiếp theo là âm si trưởng. Si trưởng 7. Các bạn có rất nhiều cách giữ. Đối với những bạn là mới chơi các bạn có thể giữ cách này. Tọa độ 0 2 1 2 0 2. Dây bát là dây 5. Còn đối với các bạn chơi nâng cao rồi, các bạn chơi lâu rồi các bạn dùng thế này. Ok. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái cách chơi và cái câu intro trước. Vì cái câu intro cũng khá là đơn giản và dễ chơi. Sau đó thì mình sẽ nói qua về cách chơi đối với bạn mới chơi. Và cái phần cuối cùng thì mình sẽ nói về các cái hợp âm mà các bạn đã chơi lâu rồi các bạn có thể thay thế và các bạn nghiên cứu. Đầu tiên intro thì chúng ta sẽ có thể bấm của mi thứ ở trên cao. Cái chặn ngón trỏ các bạn chặn phím 7, ngón giữa các bạn giữ vào phím 8 dây 3, ngón áp út giữ vào phím 9 dây 4, ngón út và ngón áp út sẽ giữ vào phím 9 dây 5. Oh sorry. Ngón trỏ các bạn sẽ giữ ở phím chặn phím 7. Ngón giữa các bạn sẽ giữ vào phím 8 dây 2. Ngón út các bạn sẽ giữ ở phím 9 dây 3 và ngón áp út phím 9 dây 4. Đây là hợp âm mi thứ nhưng mà ở thể tay cao. Các bạn đó, dây bát là dây 5. Các bạn xem qua mình đánh lượt nhé. Intro nó sẽ đánh một lần lặp lại 3 lần. Đánh một câu lặp lại 3 lần. Ok. Các bạn chú ý này. 3, 4, 3, 4, 2. 2 lần này các bạn. Đầu tiên thì các bạn bỏ ngón giữa ra. 3, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 4. Cái 2 lần 2 này thì các bạn lại giữ ngón giữa vào vị trí ban đầu. Cả câu nó sẽ là 3, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 4. Đánh lại 3 lần. Cũng khá là dễ đúng không ạ? Ok. Đối với những người chơi cơ bản thì các bạn chơi cho mình theo cái vòng âm như sau. Và các bạn nên lựa chọn một cái cách chơi mà mình dễ nhất. Có thể các bạn đánh như này. 3 3 2 3 1 3 2 3.
chuyển. Bài theo vào như sau. La thứ. Rê thứ. Rê trưởng 7. Son major 7. La thứ chuyển sang pha tăng thứ 7 tăng 5 rất dễ. Đoạn 2 tương tự. Khi anh thấy thì các bạn mới đánh cố gắng đánh có hồn nhé. Đánh đều quá. Này các bạn có thể lựa chọn cách chơi mới, đó là cách chơi tiết tấu giống như piano đấy. Các bạn xem clip hướng dẫn thực tập guitar đệm hát bài 4 thì mình có nói đến tiết tấu này rồi. Đây nó sẽ là 3 4 3 2 móc cùng một lúc. 4 3 4 3 4. Làm sao đủ 8 phách một lần đánh. Các bạn có trả bài đăng cư bà. La thứ. Lời buồn chưa hết. Rê 7. Nước mắt đang rơi quen. Son major 7. Đô major 7. La thứ. Pha thăng trưởng. Lại hai lần là hết rồi. Còn cái đoạn dạo giữa để các bạn có thể quay trở lại cái đoạn 2 thì các bạn có thể đánh đơn giản như này. Các bạn giữ thế mi thứ ban đầu và các bạn chập dây 1 và dây 5. Chập 4 3 4 2 4 3 4 chập 3 4 2 4. Đánh xong rồi. Tình em thấy anh chung tay. Ok, đấy là cách chơi cơ bản rất đơn giản thôi, mình nói qua như vậy. Còn nếu các bạn muốn chơi nâng cao hoặc các bạn muốn tìm hiểu thêm, đối với các bạn cơ bản vẫn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể xem tiếp. Thì ở đây mình có rất nhiều hợp âm để thay thế cho những hợp âm cơ bản. Ví dụ mi thứ, mình có dùng mi thứ S9. Đây, các bạn giữ như sau. Trong bài thì ta dùng hợp âm này. Tọa độ 0, 2, 4, 0, 0. Hợp âm la thứ thì các bạn có rất nhiều cách thay thế, các bạn có thể dùng la thứ S9. Đây, thế tay này. Tọa độ 0, 0, 2, 4, 1, 0. Dây bát là dây 5. Hợp âm này, những cái hợp âm này nghe rất hợp màu bài hát và nghe rất buồn. Hoặc các bạn có thể thay thế bằng thế tay này. Thế tay này khá giống thế tay bắt đầu của bài Sunflower. Tọa độ 0, 0, 7, 5, 0, 0. Ok. Son major 7 thì các bạn giữ này thôi. Hoặc các bạn có thể giữ như này. Thêm ngón áp út vào đây thì màu nó sẽ hay hơn một chút. Ok. Còn cái ô nhịp mà hợp âm si trưởng này trước khi vào đoạn điệp khúc ấy, thì mình có dùng hợp âm si 7 giảm 9 xen lẫn với cả si trưởng. Các bạn giữ như si trưởng nhưng thay vì ngón trỏ các bạn giữ vào phím 1 giây 4 thì các bạn nằm bẹp cái ngón trỏ này xuống. Mục đích của mình là mình giữ được phím 1 giây 2, sau đó mình mới chuyển về si trưởng thì nghe nó buồn, nó hợp với tính chất bài hơn. Ok, và trong bài hát này nếu mà các bạn muốn đánh theo bản gốc ấy thì sẽ có cái nốt giai điệu này lặp lại trên dây 1 nhé. Các bạn ấn phím 2 được nốt pha thăng, mình sẽ đọc nhanh nốt pha. Phím 3 là nốt son thì cái giai điệu này sẽ được lặp lại giữa các hợp âm. Cho nên là các hợp âm thì mình sẽ cố gắng là được lồng cái nốt giai điệu này vào. Ví dụ hợp âm đầu tiên. La thứ các bạn giữ như này thôi. Các bạn không dùng dây 4 này, các bạn chỉ giữ hai nốt này thôi. Đấy. Các bạn sẽ đánh này. Ba, ba, pha, ba, son, ba, pha, ba. Đó. Thế khi yêu ai từng đờ đờ đờ. Tương tự rê trưởng, các bạn để nguyên. Đây, rê trưởng 7 thì các bạn cũng
như thế tay của La Thứ từ cái ô nhịp trước. Sao mai giờ 7 cũng vậy. Đó, mình làm lại nhá. Sao mai giờ 7 đánh hơi khác này. Ba ba hai ba pha ba son ba là thế đô, các bạn bỏ cái này ra, các bạn không dùng dây 4, các bạn đánh từ dây 3. Ba ba pha ba son La Thứ cũng vậy, thì dù trong mưa đến này thì hơi cao một chút này. Ba ba một đấy, ba ba hai ba một ba pha mi. Nếu mà giống trong đĩa, thực ra mình cũng nghĩ là cũng không cần giống trong trăm đâu. Và tương tự à, đấy là mình, nếu mà các bạn nào mà khoái cái bản gốc, các bạn có thể nồng vào như vậy. Còn sang cái đoạn 2 thì mình sử dụng những hợp âm mà mình đánh những cái cách rất là bình thường thôi. Nhưng mà tại cái màu hợp âm nó hay, nghe nó hay. Rồi khi anh thấy anh chụm tay cùng người khác đây ta, ta, ta. Đấy, mình đánh là 3, 4, 3, 4, 2, 4 chuyển. Đến cái hợp âm re này thì mình đánh bát 3 2 3 1 3 2 3 như bình thường thôi. Đó, nhưng mà chơi nâng cao gọi có thể nè kèm những cái nốt bát dẫn như vậy. Và các bạn chơi nâng cao thì các bạn cũng nên tập móng gẩy để các bạn quạt trả, tại vì trong bản gốc của nó là nó đã dùng móng gẩy. Và các bạn cũng tập móng gậy để các bạn có thêm những cái màu sắc khi các bạn quạt trả. Đấy, trong một bài, trong bài thì có một cái đoạn duy nhất là mình chơi phát triển tiết tấu, đó là khi mà trở lại điệp khúc để kết bài đấy. Cái câu đấy hát thế nào? Đấy, thì cái câu này mình đánh như này để cho nó có điểm nhấn và nó nhấn vào cái sự da diết của bài hát này. Thì mình sẽ đánh phát triển tuyến giai điệu như sau. Chập dây 1 và dây 6 này, giữ nốt son này. Son, fa, mi, re. Đấy, xong các bạn chuyển La Thứ các bạn. La Thứ dùng thêm bấm này. Một ngón chạm 3 giây có phím 5, dây 1, 2, 3. Các bạn cũng sẽ ngón út giữ ở phím 8, các bạn cũng sẽ chập để tạo được tuyến giai điệu này. Đối với các bạn nâng cao, các bạn nên tự dò ở chỗ này. Lên trường mình sẽ giữ như này, mục đích mình giữ này để mình thò được ngón út, mình với lên nốt giai điệu mình muốn có. Đó, son major 7 cũng vậy, mình giữ một ngón thôi. Chập dây 1 và dây 6. Mi fa re. Đó. Thì mình tự nhiên một đoạn rất là sâu lắng, kèm theo sự sâu lắng là sự da diết, nó khác với bình thường một chút. Bình thường thì các bạn chỉ cần giải hoặc đánh cho nó mỏng, thì đây các bạn có thể kèm một tuyến giai điệu rất dài. Anh cứ đi đi, anh cứ cứ đi đi, da 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 da, và đừng ngấp nghi thành phố ra sao, yêu thương ngừng nào từng ta ta. Giọng nữ mình không hát được. À, hát nghe nó hơi buồn cười, thông cảm. Ok, bài hát này thì thực sự thì cái vòng của nó gần như là cố định. Mình sẽ điền hợp âm ở bên dưới để cho các bạn xem. Chơi cái vòng cũng rất là dễ nhớ và ứng dụng cao. Còn cách chơi thì mình nghĩ là đối với những người cơ bản thì chúng ta chỉ luyện một cách chơi, làm sao mà chơi cho nó thật nhuần nhuyễn rồi các bạn hãy tham khảo nâng cao, tránh trường hợp đã bị sai nhịp. Còn đối với những các bạn nâng cao, các bạn nên tự tìm cho mình một cách chơi hoặc tham khảo để chọn cho mình một cách chơi phù hợp. Chủ yếu là các bạn xem hợp âm nào mà các bạn thấy thực sự hay thì các bạn xem. Ok, các bạn có thắc mắc gì thì các bạn inbox mình trong fanpage facebook.com/TiếnNguyễnGuitar, mình sẽ giải quyết mọi thắc mắc của các bạn. Hẹn gặp lại.